Đấy, chào người nha. Thì còn 024 thì này em cũng không có rảnh hơi đâu, em mở Big Bo đồ ra đâu. Nhưng mà có một thằng có một người là thằng này là nó bảo mình là mở Bo. Trong cái video trước ấy là em đang nghe là em đã nổ máy rồi nha. Đã nổ máy rồi. Xong nó bảo sao không nổ máy nẹt lên anh. Mình nổ máy mình cũng nẹt lên rồi. Nó không biết nó muốn đòi hỏi cái gì nữa. À, xong rồi nó bảo mình hôm nay nó bảo mình là mở bô ra để xem bê tông thì mình nói đây còn máy đấy, xem bê tông này mọi người ha, đây đấy. Cái dấu quẹt quẹt kia ấy nha, cái dấu quẹt quẹt đấy là không phải là nó trước nha. Đó, nó thể nghĩ cho biết. Đó. Nó dính chút khói thôi. Đó. Còn cái dấu này này mọi người, đây mọi người để dấu ở phía bên đây này, đây đây cái dấu chỗ đây này ha, đây đó. Đây đấy, những cái dấu li ti đấy là máy nó luôn cho những thằng mà không biết ấy vào nghe luôn này, những thằng không biết này, một một cái con máy ấy khi mà khui thùng ra mà rổ đai cắt một lần ấy, xài nước 1 đến 2 lần thôi, cắt một nó 2 lần xong rồi bỏ luôn ấy, xài nước ấy. Thì khi một khi đã đổ xăng nhớt vào rô đai ấy là những cái dấu li ti lên xuống trong quá trình bê tông chạy ấy, là điều hiển nhiên nó có luôn, mày hiểu không? Đó. Còn đây là một cái máy đã qua sử dụng nữa mà mày hiểu này này, đó là nó bê tông nó văng ngang thì mày hiểu, phải hiểu được thế này này là cái con máy nó dùng nhiều hay ít. Có những cái con máy mà cái vỏ bên ngoài này nó gốm ồn mà do tại nó vứt bãi ấy, nó gốm ồn mà, nhưng mà cái bít tông của nó vẫn ngang như mới luôn, hiểu được ấy là không phải vấn đề ngoại hình đó. Mà mình quan trọng là cái bít tông zin của nó, cái bít tông zin của nó, cái nòng zin của nó, bít tông zin của nó bên trong mà nó còn vẫn ngang mà vẫn ngang rõ nha, thì nó sẽ sử dụng ít hay là nhiều đó. Phải hiểu, phải thông não đó. Mà một khi mà em nghe bảo nghe cái thằng nào kêu cái dấu này này, mấy cái dấu sọc lên sọc xuống, sọc lên sọc xuống ấy ha, đây đây em ngồi đấy ha, đó mấy dấu sọc lên sọc xuống ấy ha, chỗ có chỗ không ấy ha, đó ha, này, bên trái bên phải bên trong bên giữa gì là lâu lâu thì nó có một cái li ti ti, đấy là do quá trình mình sử dụng mình đổ xăng nhớt vào thì nó sẽ hao mòn, nó dẫn đến mấy cái đó là chuyện bình thường đó. Cho một cái bít tông mà rô đai xong ấy, rô đai xong đem ra cắt 1 2 cây cây xong đem vô ấy, mở bê tông ra xem nó có cái li ti như vậy không đó. Mà đằng này là một cái con máy đã qua sử dụng nữa thì mình phải hiểu được cái đấy là cái chuyện bình thường. Khi nào mà cái bê tông nó trắng tinh mà nó không còn một cái vân ngang nào á là có dấu lên xuống ấy thì lúc đấy mới đáng sợ, hiểu không? Là bê tông nó dùng rất là nhiều rồi, nó hao mòn rất là nhiều rồi, là lúc đấy mình mới đáng sợ. Hôm nay cái bít tông nó còn vẫn ngang mà trời ơi. Bây giờ mới dạy, nói chung là em không thể nào giải thích được cho mọi những cái thằng như vậy mọi người. Em không có giải thích được. Em không có cái từ ngữ nào để giải thích cho nó tại vì chịu. Nó vào nó bảo anh bít tông xước rồi kìa. Chắc xước ngang quá. Xước ngang là nó bị hư. Em chịu thua. Con máy như thế này này mà cái bít tông như thế này là anh em pha xăng nhớt chuẩn đúng chất lượng bao cho anh em xài 2 năm 3 năm trời chả có vấn đề gì. Khi nào mà nó mòn hết cái vân ngang rồi, nó mòn hết rồi, bắt đầu hơi nó yếu dần 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 dần, dần đi rồi đó, thì lúc đó hao mòn rồi thì tất nhiên là mình phải thay bít tông rồi đó. Chứ còn nếu mà một một em nói luôn, một anh em nào mà mua cái con này về mà sử dụng gia đình không ấy, lúc cần thiết thì mới sử dụng cắt một cái cây hay cắt củi đồ cho vui đồ, hoặc là cắt tăng quanh củi đồ trong vườn đồ, em đảm bảo với mọi người xài 5 năm không cần phải thay cái bộ hơi luôn. Xài 5 năm ấy nha. Có những vị khách em bán từ năm 2018 19 tới giờ ấy, con máy vẫn sáng đẹp bình thường, đó là do cách mình sử dụng thôi. Rồi còn có máy đã qua sử dụng như thế này mà nó kêu cái bít tông như vậy là bị xước rồi.
thì em cũng thôi, em không có cái lời lẽ nào để em phản biện cái mấy cái thằng như vậy hết, chịu thua luôn. Em chịu thua. Cái gọi là cái trình độ hiểu biết của những người đó em chịu thua, thuộc cái bậc tiến sĩ cao siêu rồi em chịu thua. Khi mà cái bít tông mà nó hết cái băng ngang á, mà có cái gì li ti lên xuống á, thì đáng sợ. Con này là cái chuyện nó pha sinh nhất, nó sử dụng nó phải có cái đáy thôi, làm sao tránh khỏi được. Ngay cả mình sử dụng cái pha sinh nhất mà chỉ trong vòng mà ví dụ mình đi cắt 1 tiếng đồng hồ đi, xong rồi bỏ không cắt nữa, đem đi ra bán, mở cái bít tông ra xem được nó có dấu không, có là chuyện bình thường rồi. Em có nhiều người ngộ thật. Còn khi nào mà nó xước, mà nó kiểu nó xước sâu rồi ấy, nó còn văng ngang mà nó xước sâu rồi ấy, thì làm gì nó còn hơi nữa, làm gì giật nó còn hơi nữa, giật nó làm gì còn hơi, giật làm gì nó nặng tay nữa, đúng không nè, xách lên không này đó, giật làm gì nó còn hơi nữa. Trời đất ơi, chịu thua luôn, bó tay, em bị bó tay luôn rồi. Thiệt, trình độ hiểu biết chán. Cái thằng mà nhắn tin hỏi em cái câu máy này chắc cũng đang xem video của em nè. Tao chịu thua mày luôn, tao bó tay với mày luôn, xước. Thật, bó tay.